Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cứu hộ giao thông Quảng Trị xin kính chào quý khách. Bằng sự tận tâm và đầy nhiệt huyết, cùng với trách nhiệm và làm việc chuyên nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cứu hộ giao thông Quảng Trị tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực khai thác cứu hộ giao thông tại Quảng Trị. Hoạt động với tiêu chí, uy tín, chuyên nghiệp, lực lượng cứu hộ của chúng tôi đã có mặt không chỉ ở Quảng Trị mà ở hầu hết các tuyến đường nguy hiểm với dịch vụ cứu hộ các loại xe từ 4 chỗ đến 50 tấn. Cứu hộ giao thông Quảng Trị là đơn vị uy tín số 1 trong lĩnh vực cứu hộ giao thông nhằm góp phần chống ách tắc giao thông, đẩy lùi tai nạn, hạn chế thiệt hại cho chủ xe khi phương tiện gặp sự cố. Điều đó giúp chúng tôi đóng góp giá trị lớn không chỉ việc gìn giữ sự đảm bảo thông suốt của hoạt động giao thông mà nó còn tác động trực tiếp tới các hoạt động khác của xã hội. Cứu hộ giao thông Quảng Trị luôn đảm bảo hoạt động 24/24 giờ để phục vụ khách hàng nhằm đáp ứng kịp thời các tình huống xảy ra trong mọi điều kiện khó khăn về không gian, thời gian. Dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh luôn là mục tiêu bắt buộc trong hoạt động kinh doanh và là tiêu chí của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi có cam kết dịch vụ có bảo hành, chế độ bảo trì trong thời gian theo quy định, cam kết thời gian sửa chữa nhanh chóng, chất lượng, lâu bền. Đây là tiền đề giúp chúng tôi luôn nhận được sự tin yêu và đánh giá cao của khách hàng trong nhiều năm qua và luôn nằm trong top 1 những đơn vị hoạt động cứu hộ không chỉ tại Quảng Trị mà là trên toàn quốc. Bên cạnh đó, cứu hộ giao thông Quảng Trị chuyên mua bán, trao đổi các loại xe ô tô cũ, xe hết đời, máy xúc, máy ủi, máy công trình đã qua sử dụng với giá cả hợp lý. Với phương châm đem đến cho khách hàng sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo cùng với hệ thống giá thành phải chăng, khẩu hiệu kinh doanh mà cứu hộ giao thông Quảng Trị hướng tới là chinh phục khách hàng bằng chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp, trân trọng sự tin tưởng và tín nhiệm của quý khách hàng. Chúng tôi luôn phục vụ quý vị dịch vụ tối ưu nhất, nhanh nhất, giá cả hợp lý và tiết kiệm thời gian. Mọi nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0917609189, 0965268789, địa chỉ quốc lộ 1A, ngã tư Sông, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.